Hướng dẫn pha màu, tạo các màu nhẹ, màu tối, màu lặng. Kỹ thuật pha màu phụ thuộc rất nhiều vào chất pha màu mà bạn sử dụng. Nguyên tắc pha màu vẽ khác với nguyên tắc pha màu của ánh sáng. Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cách pha các màu sơ cấp và thứ cấp của từng chất pha màu cũng như hiệu ứng xảy ra khi các màu được pha trộn với nhau. Bài này mình hướng dẫn các bạn tạo các màu nhẹ, màu tối và màu lặng nhé. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo màu. 1. Thêm màu trắng và các màu khác nhau để tạo màu nhẹ. Các màu nhẹ chỉ là phiên bản nhạt hơn của màu gốc. Để làm nhạt màu và tạo màu nhẹ, bạn hãy thêm màu trắng vào màu đó. Lượng màu trắng thêm vào càng nhiều thì màu tạo thành sẽ càng nhạt. Ví dụ, thêm màu trắng vào màu đỏ sẽ tạo ra màu hồng, phiên bản nhạt hơn của màu đỏ. Nếu lỡ cho thêm quá nhiều màu trắng khiến màu trở nên quá nhạt, bạn có thể cho thêm một ít màu gốc vào hỗn hợp để màu đậm trở lại. Tạo các màu tối bằng cách bổ sung màu đen. Phiên bản tối hơn của màu gốc được gọi là màu tối. Các màu này được tạo thành bằng cách thêm màu đen vào màu gốc. Độ tối của màu được tạo ra phụ thuộc vào lượng màu đen thêm vào màu gốc. Càng thêm nhiều màu đen, màu được tạo ra sẽ càng tối. Một số họa sĩ thích tạo màu tối bằng cách sử dụng các màu bổ sung, tức là các màu đối diện trên bánh xe màu với hệ màu CMYK và RGB. Ví dụ, màu xanh lá có thể được dùng để làm tối màu cánh sen, và màu cánh sen được dùng để làm tối màu xanh lá, vì hai màu này nằm đối diện nhau trên bánh xe màu. Pha thêm màu đen hoặc màu bổ sung từng ít một để tránh pha quá tay. Nếu lỡ pha thành màu quá tối, bạn có thể làm cho màu sáng trở lại bằng cách thêm một ít màu gốc vào hỗn hợp màu. Và pha thêm cả hai màu trắng và đen để tạo thành màu lặng. Khi thêm cả hai màu trắng và đen vào một màu, ta sẽ có màu lặng, ít đậm và ít rực rỡ hơn màu gốc. Bằng cách thay đổi tỷ lệ màu đen và trắng cho vào hỗn hợp, bạn có thể thu được độ sáng và độ rực rỡ mong muốn của màu vừa tạo thành. Ví dụ, bạn có thể thêm cả màu trắng và màu đen vào màu vàng để tạo thành màu xanh ô liu nhạt. Màu đen sẽ làm tối màu vàng, biến màu vàng thành xanh ô liu, và màu trắng sẽ làm nhạt màu xanh ô liu đó. Các sắc độ xanh ô liu nhạt có thể được pha trộn bằng cách thay đổi tỷ lệ các màu được thêm vào. Với màu trầm như nâu, còn gọi là màu cam tối, bạn có thể điều chỉnh sắc độ theo cách tương tự như khi pha màu cam sáng, là thêm vào đó một lượng nhỏ màu nằm bên cạnh nó trên bánh xe màu, chẳng hạn như màu cánh sen, vàng, đỏ hoặc cam. Các màu này sẽ làm sáng màu nâu và thay đổi sắc độ của nó. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Rất mong quý vị ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe. Nếu có ý kiến đóng góp, vui lòng comment dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.